Tổng hợp các giải pháp của Lai Nhanh, bí quyết may viền của chuyên gia xem ngay. Bạn đã từng thấy chân vịt có thể điều chỉnh chưa? Bạn có thể sử dụng nó để chặn viền. Nó có thể điều chỉnh chiều rộng một cách tự do bằng cách chỉnh ốc, đường may thẳng đều, chiều rộng tối đa lên đến 1,5 cm. Hãy điều chỉnh nó đến chiều rộng lỗ nhỏ, có thể sử dụng nó cùng với ke cuốn viền. Biên được cuốn lên sẽ rất bằng phẳng bạn cũng có thể sử dụng nó để cuốn cạnh góc có thể chặn không cho viền biến dạng dễ dàng điều chỉnh để không bị trượt khỏi khi may biên giới đồng nhất về chiều rộng có thể điều chỉnh vít phía trên một cách tự do nó áp dụng cho bọc dây chun nhanh chóng và đẹp dù bạn là người điêu luyện hay người mới không biết gì cả đều có thể dễ dàng hoàn thành nó sẽ giữ chặt dây chun việc may chun như vậy không cần lo lắng về việc kích thước đường may không đồng đều kết quả dây kết nối chính xác cả mặt trước và mặt sau đều chuẩn mực nó cũng có thể được sử dụng để may viền, chỉ cần cho dây viền qua là xong, có thể may cả đường thẳng và đường cong. Nó cũng có thể được sử dụng để nén đôi chỉ, kích thước mở cực kỳ chuẩn mực. Chân vịt này cũng có thể được sử dụng để cuốn gấu quần, cuốn yếm. Bật mí cách may áo dài đẹp, bạn đã biết, đây là một chiếc chân vịt cuốn rất tiện dụng. Nó có thể được sử dụng để cuốn gấu các loại vải như lụa, vải voan và vải bông. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng thực hiện và xem thử. Khi bắt đầu may, hãy đưa kim xuống và nhấn hai mũi đầu tiên. Mọi người hãy xem kết quả sau khi thực hiện. Đây là vải lộ thật, giải pháp viền cuốn dễ dàng bạn có biết. Khi cuộn viền, bạn thường gặp trường hợp như sau không? Bạn phải dừng lại khi gặp chỗ khó, rất mất thời gian. Hãy xem việc cuộn viền phần dưới áo sơ mi. Khi gặp mồi nối, bạn phải bỏ ke ra, gấp gọn và đặt chân vịt lên. Và phải nhét vải vào ke một lần nữa. Khi bạn cuộn viền cạnh cong, một chút không cẩn thận, nó sẽ dễ dàng bị cuốn vào. Việc gấp viền không đẹp, không thể đi xa được. Hãy thử sử dụng ke có viền cuốn mới này. Kết hợp với chân vịt viền. Khi chúng ta cuộn viền, nó có thể dễ dàng vượt qua các chỗ nối và cạnh viền. Chỉ cần đầy chỉ thẳng vào bên trong, viền cuộn ra sẽ trở nên sạch đẹp. Nó không chỉ cuộn viền thẳng mà còn tốt. Bạn còn có thể cuộn viền hình chữ năm này. Chỉ cần đầy chỉ thẳng vào bên trong, không cần dừng lại, không cần cắt tỉa. Sau khi hoàn thành, hãy kiểm tra kết quả. Với cách cuộn viền này, không chỉ nhanh và còn tạo ra cạnh viền mịn màng và đẹp. Bạn còn có thể cuộn viền cho vật liệu mỏng như này. Sau khi hoàn thành, hãy kiểm tra kết quả. Bí quyết cuốn lai nhanh cho mọi loại máy may. Bạn đã sử dụng viền cuốn mini này chưa? Nó có thể gắn trực tiếp vào ốc mặt nguyệt. Nó phù hợp cho cả máy gia đình và công nghiệp. Dễ dàng cuốn tà, cuốn lai. Chúng ta có thể dễ dàng vượt qua các vị trí gấp phải nhờ nó. Viền cuốn không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng. Bạn không cần lo lắng khi cuốn vải như này. Chỉ cần cuộn trực tiếp vải có cạnh rối như vậy, nó sẽ tự động cuộn vào bên trong chúng ta không cần phải cắt chỉnh lại nữa. Bạn cũng có thể sử dụng nó để cuốn các cạnh, có hình dạng hình chữ S cong. Cạnh vải sau khi cuốn rất đều và đẹp, sử dụng công cụ đúng sẽ giúp công việc dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.